Cảm ơn các bạn đã đến với IT4VN trong cái buổi workshop ngày này ha. Xin hỏi các bạn nghe rõ không ạ? Rồi, cái buổi ngày hôm nay nó giống như là cái buổi mở rộng cho cái workshop tuần trước. Thì nhóm cũng nhận được một số cái feedback của các bạn. Rất là cảm ơn các cái feedback đấy. Rất là xây dựng. Thì các bạn nói là tuần trước nó có vẻ là nó bị dài quá và nó khúc cuối ấy, như là gần hết giờ nên là nó hơi nhanh. Thì tiện thể ngày hôm nay chắc là nếu như các bạn có các cái câu hỏi gì liên quan thì mời các bạn cứ nhập vào trong cái chat box của cái buổi workshop ngày hôm nay ha. Nhóm sẽ cố gắng trả lời. Thì là ngày hôm nay chúng ta sẽ cố gắng làm ngắn gọn thôi, thì sẽ dành được khoảng cỡ 10 phút cuối á, để chúng ta sẽ trả lời trực tiếp các cái câu hỏi. Chắc là thôi thì chúng ta cũng start luôn ha. Các bạn nào vào trễ thì các bạn chịu khó nghe trễ chút xíu vậy. Rồi còn cái buổi này thì thế nào cũng có cái recording đó, chúng sẽ post lại cho các bạn xem. Thì như đã nói cái buổi ngày hôm nay á, là nó giống như là cái mở rộng cho cái tuần trước. Thì có một số cái có thể là nó chưa có được rõ nhưng mà nó cũng phải nêu thêm một số cái vấn đề. Thì thí dụ như như cái tiêu đề, như một cái vài cái lời đăng trên cái Facebook mà các bạn đã thấy đấy, thì có cái sự khác biệt trong cái việc vận hành khai thác và cái việc là triển khai cái dự án. Thì có thể là mình chưa có nắm rõ, đặc biệt là các bạn trẻ, thì cũng giống như cái mục tiêu của cái workshop cũng đã nêu lên đó, thì làm sao hướng đến cho nhất là các bạn trẻ, các bạn hiểu được cái cách mà trong một cái tổ chức vì lợi nhuận người ta học tập như thế nào. Thì như thế thì khi các bạn được tham gia vào đấy, ban đầu tiên các bạn có thể mở gỡ, nhưng mà nhờ một số kiến thức mà các bạn thu nhặt được giống như những cái buổi workshop này á, thì các bạn sẽ nhanh chóng hòa nhập vào cái môi trường mới hơn và các bạn sẽ hiểu được tại sao người ta làm như vậy, thì nó sẽ đỡ chơi vơi hơn, đỡ phải lăn tăn, và mình sẽ thấy rằng là mình sẽ tập trung cho cái công việc của mình được tốt hơn. Nó có khác biệt với lại những người đi trước. Thì mình đi trước đó thì vô tổ chức làm thì cứ quay qua quay lại không biết là tại sao phải làm thế này, tại sao là phải làm thế kia, tại sao không làm thế nào cho nó tốt hơn. Tất nhiên là cái chủ quan của mình thì mình nghĩ rằng là tuổi trẻ mà, đúng không, mình nghĩ này điều đó nó tốt, nhưng mà thực sự cái tổ chức nó không phải là vậy, vậy thì nó phải có cái lý do của nó. Chỉ dòng cái buổi workshop như vậy là sẽ để cho các bạn hiểu được cái cách vận hành trong một cái tổ chức. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ bắt lại cái key point của cái buổi lần trước, đúng không? Cái key point của buổi lần trước đó là xây dựng lên được cái hệ thống thông tin cho cái hoạt động sản xuất. In the end cuối cùng là chúng ta cần phải biết cách thiết kế lên và làm sao để có được cái gọi là cái nơi lưu trữ tập trung tất cả các loại cơ dữ liệu của cái tổ chức của mình. Thì cái nơi mà tập trung tất cả các cái tổ chức các cái dữ liệu đó đó thì nó lại phải chia làm hai thứ. Một thứ đó là cái dữ liệu cho cái transaction. Ví dụ trên màn hình các bạn sẽ nhìn thấy một cái central database, đúng không? Các bạn sẽ thấy cái central database. Thì cái central database này là nó cần phải có là làm hai thứ. Một thứ nó dành, nó gọi là cái online transactions, có nghĩa là dành để lưu trữ các cái dữ liệu mà của từng cái transaction một, của các mỗi một cái hệ thống. Ví dụ như trên này là cái mô hình rất là đơn giản. Core bắt buộc phải có là gồm có 6 cái module. Còn tuần trước thì mình cũng có coi đó là một hệ thống ERP, bây giờ là tối thiểu được phải 13 cái module, 13 cái core function, đúng không? Đấy. Thì cái dữ liệu mà nó tập trung như vậy á, thì nó gọi là cái online transaction. Như vậy thì nó cần có một cái dữ liệu khác, nó được là nó cũng từ cái dữ liệu online transaction nhưng mà nó lại dành chuyên để dành cho cái gọi là cái phân tích để dùng cái dữ liệu quá khứ.
forecasting cho tương lai. Thế thì cái dữ liệu mà dành để phân tích ấy, thì cái cách truy cập của nó phải khác, cái cách mà xử lý dữ liệu nó phải khác. Thì nó được để riêng ra, nhưng mà nó vẫn là dữ liệu tập trung. Vậy thì làm sao để phải xây dựng được cái đó? Nhìn thấy là chúng ta mới cần phải biết được cái việc quản lý cơ sở dữ liệu là như thế nào. Thì dường như nếu như các bạn mà thấy một cái public core rất là rõ là của Microsoft á, thì đi vào cái module về database cơ sở dữ liệu Microsoft bốt tùm lum cua trong chảnh, mà cua của họ là rất là nhanh expire, có nghĩa là bạn có chứng chỉ đó mà hình như là có thể là nó expire rồi cũng chừng, có nghĩa là nó thay đổi rất nhiều nhưng mà cái concept của nó thì nó không thay đổi. Đấy, thì như vậy thì đầu tiên mình cần phải hiểu là cần phải có cái bộ dữ liệu mà bên trong tập trung bên trong nó là như vậy, nhưng mà làm sao để xây dựng được cái đám đấy, cái câu hỏi lớn là có phải IT của mình là có thể là tự lên rồi xong rồi mình đưa ra giống vậy cái mình làm lên cái là được sự đồng ý hay không. Thực sự nó đâu có đơn giản như thế ha. Thì các bạn sẽ chú ý vô có một cái mũi tên nhỏ nhỏ là phía bên này, Enterprise Governance. Thì cái chữ Enterprise này á, do nó nằm trong một cái module nên nó đặt nó ghi cái chữ Enterprise. Còn bên ngoài á, cái từ mình hay nghe đó nó gọi là Corporate Governance. Các bạn sẽ hay nghe cái từ đấy. Thì cái Corporate Governance nó là một cái thứ mà nó là gọi là trung tâm đó. Nên là nó xuất phát từ gọi là cái top của top management đó. Từ đó nó mới định ra. Đấy, nhưng mà cái phần đó đó nó đa số nó lại đưa ra thành cuối cùng nó thành các cái quy chuẩn, các cái báo cáo, các cái dashboard mà bắt buộc phải có, và thường là những thứ đó nằm ở bên finance. Tại vì in the end cuối cùng mọi thứ mình đều phải quy về tiền, đúng không? Chúng ta không thể so sánh táo với bom với nho, đúng không? Mà chúng ta phải quy nó ra tiền xong chúng ta so sánh. Đấy, thì mọi thứ sẽ quy về một cái chỗ đó, nên là thường á gọi là cái corporate governance nó sẽ được implement ở trên cái hệ thống finance. Ngoài ra còn có các cái hệ thống khác, thì trên này là chủ yếu giới thiệu cho các bạn các cái keyword. Các bạn nhớ là các bạn sẽ lấy thông tin này xong các bạn sẽ tham khảo thêm, và các bạn sẽ thấy là để mà làm được hệ thống công nghệ thông tin thì nó vô cùng phức tạp ha, và đó cũng là cái câu kết luận của buổi ngày hôm nay luôn đấy. Rồi, ok, như vậy thì cái hệ thống thông tin mà đứng từ mắt nhìn của chúng ta quan sát vô chúng ta thấy ok cần phải thiết kế lên như vậy. Rồi đứng về mặt bên process á, thì thí dụ như các bạn nhìn thấy ba cái vòng tròn đây không, cứ nhìn là nó liên kết với nhau đó, nó liên kết với nhau ha, là chúng ta nhìn thấy đứng từ góc nhìn của IT nha, là chúng ta thấy là ok đúng lời trắng đầu tiên phải từ bán hàng, đúng không? Bán hàng xong rồi đến kiểm tra xem coi là có tồn kho sẵn hay không, hay là cần phải sản xuất, đúng không? Rồi đi ra lệnh sản xuất, rồi đi ra lệnh sản xuất thì xem coi là đặt lịch sản xuất hay hay sao, hay là đi mua nguyên vật tư thì chia ra bên ngoài, đúng không? Thì nếu mà đi mua vật tư bên ngoài á, thì phải đưa ra những cái sales order này kia, cần phải quản lý tất cả các thông tin chỗ đó, đúng không? Quản lý thông tin chỗ đó cho đến khi thông tin bên kia người ta trả về, người ta giao hàng cho mình đó, thì mình nhận vô xong rồi á thì mình phải làm payment đối với họ như thế nào đó, rồi nó quay về lại cái quy trình sản xuất, rồi xong đến khi nhận hàng rồi đưa ra bên ngoài kho, rồi từ bên kho đưa ra giao cho khách hàng ra được cái hóa đơn, đúng không? Thì đứng về góc nhìn của chúng ta nó là như vậy. Chúng ta người làm công nghệ thông tin luôn luôn là cái người có cái tầm nhìn để mà hệ thống hóa mọi thứ lại, nhưng mà cái việc hệ thống hóa của chúng ta nó có gọi là đi đúng với lại cái nhu cầu phía bên business hay không. Đấy, như vậy thì chúng ta là phải đi xem tiếp ha. Thực sự ở phía bên business á, người ta đang quan sát cái gì, và các bạn chú ý là mình đang nói về cái phần mà trong sản xuất, đúng không? Đang nói trong sản xuất ha, thành đang tập trung cái này trong sản xuất. Rồi, ok, phía bên business giả sử như không có công nghệ thông tin nha các bạn, giả sử không có công nghệ thông tin thì họ vẫn làm giống như thế này, và điều đó các bạn tin tưởng là chắc chắn là đúng, đúng không? Tại vì người ta đã làm cái này từ 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 rất lâu rồi,
đúng không, chứ không phải là đến bây giờ. Thế nhưng mà bây giờ người ta hệ thống hóa lên nó là như vậy. Thí dụ nguyên một cái chu trình của sản phẩm đúng không, thì nó xuất phát đi theo giống như vậy, một cái life cycle ha. Đó, tất nhiên là đưa ra ý tưởng xong làm sao có thể là định nghĩa nó một cách rõ ràng, rồi hiện thực nó đi, sản xuất nó đi, rồi xong rồi đưa ra bán hàng, đưa ra làm dịch vụ, đưa ra làm hỗ trợ, và cuối cùng là kết thúc cái vòng đời của một cái sản phẩm đúng không. À, tạm gọi đơn giản là vậy. Đứng về phía bên VNS, người ta sẽ có từng tầng từng lớp như thế, và người ta sẽ tập trung vô cái thông tin của người ta. Tại vì sao? Vì IT của mình đó, nếu như mình có hệ thống mình sẽ đóng góp rất lớn cho họ, còn nếu như mình chưa có thì họ vẫn phải xoay sở để họ làm công việc của họ. Các bạn đồng ý không? Đó. Thì khi mà mình hỗ trợ được người ta dùng được mình, ban đầu tiên có thể có cái lời cảm ơn, thậm chí không có nha, thậm chí không có cảm ơn luôn. Nhưng mà nếu như mà không có mình thì người ta vẫn làm việc, và người ta nói là ok, tại vì hệ thống không hỗ trợ nên tôi làm chậm. Đó. Thì như vậy thì mình cần phải hiểu được là phía bên business đó, thật sự là người ta đang focus vào trong cái chỗ nào là một. Cái thứ nhì là cái tiềm lực của cái tổ chức của mình đó, nó đủ khả năng để mà triển khai như thế nào. Thì lúc đó chúng ta mới đề xuất lên được cái thứ mà cần gọi là triển khai. Thì như vậy thì trong quá trình triển khai á, ví dụ như trong cái chủ đề của cái buổi riêng buổi workshop ngày nay, nó là cái sự khác biệt giữa cái việc vận hành khai thác và cái việc triển khai, thì nó khác biệt như thế nào. Nó sẽ có hai, nó có thứ khác biệt rất là rõ ràng nha các bạn. Người ta khai thác á, là người ta giống như một công việc hàng ngày, người ta chỉ cần biết, người ta vào để người ta xem cái hiện trạng liên quan đến công việc của người ta. Thí dụ như cái đơn hàng nó có rõ ràng hay không, cái tồn kho nó đang còn là bao nhiêu để người ta sẵn sàng người ta bán hàng tiếp, rồi phía bên cái năng lực sản xuất bên dưới nó ra như thế nào. Thì đó là tạm gọi là nguyên cái chu trình của một cái đơn vị sản xuất. Không có IT thì người ta vẫn phải làm, người ta vẫn phải tiếp tục. Nên là cái tổ chức lớn thì người ta mới triển khai, người ta phải đầu tư cho IT tại vì nó quá lớn. Các bạn nhìn thấy vô không? Những cái nhu cầu của người ta thì rất là lớn và nó phải chạy. Cái business người ta mở ra rồi nó phải chạy, tại vì mỗi một ngày tiêu tốn bao nhiêu tiền. Không, các bạn có tin tưởng tượng mà thí dụ như 1.000 công nhân, mỗi một người công nhân 5 triệu đồng một tháng, tiền tiền lương 5 triệu đồng nha, thấp nhất ha, minimum ha, tính thủ đồng đi, các bạn nhân lên con số là bao nhiêu, từ đó các bạn quy ra coi mỗi một ngày nó tương đương bao nhiêu tiền. Thì như thế thì phía bên business người ta đâu có chờ mình được ha, và người ta cũng không sẵn sàng, người ta bỏ cái công việc của người ta để người ta làm cái việc mà triển khai cái dự án công nghệ thông tin. Thì đó có nghĩa là chúng ta cần phải thực hiện cái dự án song song với cái việc người ta vận hành, đúng không? Thì sau khi mà thực hiện như vậy á, thì cái phía bên IT của mình á, cần phải có những sự chuẩn bị gì? Ai, nhưng mà có phải tự nhiên chúng ta vô vận hành được không? Chắc chắn là không ha. Tại vì sao? Vì phải có sự quyết định của bên trên. Tại vì họ bên trên mới là cái người sponsor cho mình, hay tạm gọi là họ là bỏ tiền ra để mà đầu tư, mà mình là người hiện thực. Tuy như vậy thì họ bỏ tiền ra đầu tư thì họ phải có những cái yêu cầu của riêng họ, và yêu cầu của riêng họ có phải họ lắng nghe từ phía bên IT không? Có phải họ nghe lên là ok, IT nói là tôi thấy là bây giờ là phải tất cả lên cloud, mọi thứ phải chạy trên chởn, nó mới thời thượng, nó mới theo trend, rồi tự nhiên cái họ sẽ đưa tiền cho các mình để cho mình làm, đúng không các bạn? Không có hả? Không giờ có chuyện đó nha. Họ sẽ luôn luôn cân nhắc rất là kỹ, tại vì đồng tiền nằm trong túi của họ, họ bỏ ra họ dùng để từ là đầu tư, thì nó phải mang cái return. Vậy thì làm sao để họ biết là ok, tôi đầu tư vào hệ thống thông tin thì nó sẽ return lại cho tôi cái gì? Như vậy thì nó phải có một cái cách để mà quản lý, chứ không thể nào tự nhiên mà ra mà có.
À, thì đang dẫn nhập cái câu chuyện như vậy thì các bạn sẽ thấy là IT của mình là một phần nằm ở trong một cái tổ chức, à mình hiện thực cái yêu cầu của người ta, mình hỗ trợ cho người ta hoạt động. Như vậy thì nếu như may mắn mình đang làm mình đang có được hệ thống tốt, hoặc là ông chủ đang bỏ bỏ ra cái sự đầu tư rất là tốt, hay là trong một số cái đơn vị gọi là startup á, nó hay dùng cái từ gọi là đốt tiền, nghĩa là mới mà, thành ra là mình phải đầu tư cho rất là nhiều tiền vô. Thì IT đang đứng ở trong cái vị trí đó thì mình có thể có cảm giác là ô, IT là coi như là cái rốn của vũ trụ ha, làm được tùm lum thứ hết trơn ha, được được lãnh đạo kỳ vọng rồi, túi tiền như không đáy ha. Nhưng mà nếu như các bạn có suy nghĩ như vậy thì cái vị trí công việc của mình nó rất là nguy hiểm trong tương lai nha. Đã, như vậy thì các bạn hãy nghe, nghe tiếp ha, là làm sao để người ta quản lý được chuyện đấy ha. Thì trên màn hình nó đang show lên cái information mà phía bên hoạt động hàng ngày một cái tổ chức người ta cần để người ta focus vào trong cái việc tạo ra sản phẩm, đó là sản xuất đúng không? Tạo ra sản xuất thì đơn giản nhất là cái vòng đời của sản phẩm là như thế nào, thì nó bắt buộc phải đi từ đầu cho đến cuối, làm sao ra được sản phẩm rồi làm sao bán được cái sản phẩm đó. Khi mà ra sản phẩm là nó phải đúng cái nhu cầu của thị trường thì mới ra ha. Ra sản phẩm mà không đúng thì thị trường thì coi như là công ty lỗ nặng luôn đúng không? Đấy rồi, như vậy thì để mà có được nguyên một cái thông luồng thông tin giống như cho hoạt động sản xuất, chắn là cái ông chủ bên trên đó, ông phải có một cách để quản lý. À, thì cách quản lý của ông đầu tiên nó cũng có xuất phát từ cái gọi là cái nhu cầu thực tế của họ. Vậy thì nhu cầu thực tế của họ đơn giản là làm sao khi mà có yêu cầu thì thông tin sẽ đáp ứng cho họ, nếu mà tức thời là tốt nhất, còn không thôi là on time. Ví dụ họ nói rằng là 2 giờ chiều nay cần có thông tin đó thì vẫn 1 giờ 45 phút mà mình có thông tin được available, như vậy là ok đúng không? Còn nếu mà thông tin tức thời thì đôi khi thực ra business người ta cũng không không người ta cũng biết chứ không phải không biết, không thể nào búng tay cái là có à đấy. Nhưng mà là người ta nói thông tin là cần phải luôn luôn có để cho họ dễ dàng ra quyết định. Thì quyết định của họ là liên quan cho thích cái gì, chủ yếu là liên quan đến nguyên cái vòng đời của sản phẩm đúng không, từ cái tồn kho đang có, tồn kho nguyên vật liệu đang có, cho đến việc sản xuất, và cuối cùng là chuyển cái sản phẩm đi giao hàng cái sản phẩm đi đúng không. Đó. Thì như vậy thì họ luôn luôn đặt những câu hỏi giống như thế này nè. Đó, thực tế là ví dụ như cái material, cái nguyên vật liệu đó, nó còn sẵn, có sẵn cỡ bao nhiêu rồi đúng không? Nếu như làm cái gì á, có thông tin gì á, để mà giới hạn được cái việc mà sai sót trong cái việc vận hành của công nhân, thậm chí sai sót trong việc vận hành của các nhân viên về văn phòng đúng không, làm sao để cắt tiên được các công việc nó xảy ra. Và tất cả các thứ đó các bạn thấy nó đi xuất phát đều từ cái hiện thực, đều cái thực tế người ta đang làm việc. Và những cái này là những câu hỏi này nó đã xuất phát từ tạm gọi là vài trăm năm cho đến trước Thế chiến thứ nhất luôn đúng không. Từ Thế chiến thứ nhất chính là nhờ chiến tranh nên mà sản xuất nó mới bùng nổ ra đúng không, nó bùng nổ, đặc biệt là vấn đề vũ khí đúng không, mà là người ta sản xuất liên tục ra. Đấy. Như vậy thì thời đó chưa có máy tính mà, các bạn nhớ đúng không, chưa có máy tính, vậy làm sao người ta vẫn làm được giống như vậy. Nó phải có lý do của nó, và nó tạm gọi là nó có những cái chu trình giống như thế này. Nhưng mà thời đó do chưa có máy tính nên người ta sẽ làm tay rất là nhiều. Còn bây giờ có máy tính vô rồi thì người ta sẽ làm được cái chuyện cái thông tin đó, nó sẽ đến với người ta sẽ nhanh hơn, đến cái người mà có cái quyền ra quyết định đó, nó sẽ nhanh hơn. Thì như thế thì cái chu trình nó sẽ được đi nó nhanh hơn. Đấy. Thì như thế cái việc mà quyết định của lãnh đạo bên trên đầu tư vào hệ thống công nghệ thông tin thế nào,
đều xuất phát từ cái hiện thực của cái cơ sở của họ đang có. Dĩ nhiên chúng ta đề xuất đứng về phía công nghệ thông tin, chúng ta phải luôn luôn cố gắng chúng ta đề xuất lên để chúng ta được làm thứ này thứ nọ. Nhưng mà cái đề xuất của chúng ta nó nếu mà nó phù hợp thì chúng ta sẽ có thể được chấp nhận nhanh hơn một chút. Còn chúng ta đề xuất mà họ gọi tạm gọi là không có gãi đúng được cái chỗ ngứa của người ta thì nó sẽ bị ban đi. Và đôi khi như vậy tạm gọi chúng ta là IT chúng ta dễ bị cái vô cái rơi với cái tình trạng gọi là bị gọi là tụt mút đúng không? Rồi tôi thấy tôi làm quá trời luôn, tôi đề xuất tùm lum mà bên trên không bao giờ mà quan tâm tới. À tại vì đâu đó hình như chúng ta focus rất nhiều vào trong vấn đề kỹ thuật đúng không? Chúng ta focus nhiều vào vấn đề kỹ thuật mà chúng ta quên bản này mất là thực sự là phía bên business người ta đang cần cái gì. Đấy, thì trên màn hình của các bạn là một cái thông tin tổng thể về cái việc hoạt động hàng ngày mà bên cái tổ chức mà sản xuất đó, người ta cần. Mà với cái việc mà tổ chức sản xuất người ta cần như vậy á, người ta cũng biết luôn là không thể nào bùng một phát mà có. Nhưng đi khi mà nói chuyện với IT á, người ta luôn luôn đặt ra cái câu hỏi mai có không? Đó là thông thường luôn á. Họ biết thừa là không làm được nhưng họ cứ đặt câu hỏi vậy để coi mình trả lời ra làm sao. Vậy thì đứng về phía công nghệ thông tin của mình á, mình là phải làm sao? Thứ nhất là mình nắm bắt được cái nhu cầu thực sự nằm bên trong. Thì muốn nắm bắt được thì hôm như tuần trước có nói với các bạn về cái bộ phận gọi là business analysis, cái bộ phận đó phải làm việc rất là hiệu quả và bộ phận đó còn thường xuyên tiếp xúc với lại các cái đơn vị tác nghiệp trực tiếp ở bên trong cái tổ chức của mình. Thì với cái đơn vị đó, những người làm các nhiệm vụ đó, những người đi giao tiếp, người ta sẽ nhanh chóng nắm bắt được cái nhu cầu để mà về xong mình đề xuất lên đúng không? Đó là nhu cầu về tổng quát. Còn khi mà cái business analysis vô một cái project đã được approval đã chạy thì người ta lại phân tích sâu trong đó, đó là câu chuyện khác. Như vậy thì mình đang nói về những người làm business analysis nhưng mà thường một tổ chức người ta có đồng ý cho thuê người vô cỡ giống vậy không? Như vậy thì suy ra nó phải là một cái role của một cái người nằm bên trong team IT của mình. Như vậy có nghĩa team IT của mình là phải năng động, phải đa năng, phải làm được nhiều việc. Vậy thì như vậy thì có nghĩa là công nghệ thông tin chỉ không có riêng thuần về kỹ thuật các bạn ha. Mình phải hiểu về cái hoạt động của tổ chức mình đang có, mình là phải hiểu về công nghệ, là mình phải hiểu về khả năng về đầu tư của người ta, rồi sau đó mình mới đề xuất lên. Mình đề xuất lên thì lại phải đề xuất làm sao mà nó reason, nó phù hợp và nó có tính cuốn chiếu. Thì như thế thì chúng ta sẽ cứ được làm, được cấp kinh phí, được sponsor để triển khai các dự án. Còn nếu nào không làm theo cách đó thì nó thường sẽ khó và đôi khi chúng ta cảm thấy bức bối. Một số bạn thì lại đi vô trong một cái chỗ thì nó nói chuyện là người ta đã chuẩn bị sẵn những thứ đấy và mình đâu đó mình vô mình vận hành luôn, chưa có nhìn thấy cái bức tranh tổng thể thì có thể là mình dễ bị ngộ nhận. À, thành ra là cái buổi workshop giống như này á là để cho các bạn realize lại cái thực tế ở bên trong một cái tổ chức về sản xuất nó đang như thế nào. Rồi như vậy thì từ cái một cái nhóm các cái nhu cầu giống vậy nè, ông chủ bên trên cũng đâu ra quyết định ngay được đó các bạn, tại vì nó rối rắm, nó tùm lum thứ, họ cũng đâu có biết ra bắt đầu từ đâu. Như vậy thì cái cách dễ dàng nhất cho họ đó, họ sẽ quay về một cái framework làm sao để tôi có thể quản lý được những cái nhu cầu trong đây, vừa đảm bảo được triển khai cái mới, vừa đảm bảo được vận hành xuyên suốt, có nghĩa là vẫn ra được sản phẩm, vẫn bán hàng bình thường nhưng mà triển khai được cái mới. Các bạn thấy không? Thì như vậy thì nó phải có một cái cách để cho họ làm. Cái cách đó làm như hồi nãy ban đầu tiên có nói là Enterprise Governance đó. Thì đại khái nó là như thế này. À, thì cái Corporate Governance đó, nó sẽ
có ý nghĩa khá rộng hơn một chút xíu so với những gì trên 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 màn hình các bạn đang nhìn nha. Tại vì cái người chủ thực sự của doanh nghiệp là bên nào, thì cái người chủ thực sự của doanh nghiệp á, người ta mới chú trọng vào trong cái phần này nè. Tại vì họ đâu có nhúng tay trực tiếp vào vấn đề mà quản lý bên dưới để cho nó chạy đâu, đúng không? Họ chỉ có thể ra các quy định, ra các cái yêu cầu về các cái loại báo cáo, làm sao cho các bộ phận bên trong người ta hoạt động với nhau đó, thì họ sẽ quản lý bằng cái cách đó. Còn cái người mà trực tiếp điều hành bên dưới, người ta muốn làm như thế nào thì miễn là đạt được cái nhu cầu về cái tính gọi là profit và benefit mang cho cái giới chủ thì ok, người ta sẽ làm, đúng không? Thì như vậy thì từ cái corporate governance nó mới đi xuống một cái dưới, nó mới ra cái IT governance. À, như vậy thì IT governance là một cái subset, một cái phần con của corporate governance, nhưng nó lại là cái thứ chính yếu. Tại vì sản xuất là ra sản phẩm, các bạn biết rồi, các bạn thấy rồi. Nhưng mà về trên thực tế là họ đang cần là cần thông tin, đúng không? Đây, giống như phần này có nói nè, họ đang cần là cần thông tin, nhưng mà họ biết là ok, phần sản xuất là sản xuất nó cứ chạy thôi, giống nguyên cái ô mà highlight giống vậy, sản xuất chạy thì cứ chạy thôi, nhưng mà còn thông tin nó chạy như thế nào thì đương nhiên họ phải dựa trên bộ phận IT. Nhưng mà để dựa được trên cái bộ phận IT thì như vậy thì IT phải có cách để mà làm được nguyên cái phần này, đúng không? Nó là cái IT của mình. Thì không biết chắc là các bạn đã nghe rõ, đã nghe được về cái chữ governance chưa? Còn cái chữ management á, thì chắc là chúng ta đã nghe rất là nhiều, đúng không? Nghe khá nhiều. Đấy. Nhưng mà cái chữ management á, là cái nếu như mà dịch ra chữ Việt Nam á, thì thường thường người ta hay dùng chữ là quản trị, đúng không? Thường thường người ta hay dùng cái chữ là chữ quản trị. Thì quản trị thì nó sẽ có bao gồm luôn cái phần gọi là cái cảm tính ở bên trong, còn cái phần gọi là governance á, nếu mà dịch thoáng lý mình nên dùng chữ là quản lý, tại vì lý thì nó liên quan đến vấn đề là cái gọi là cái luật, cái lệ, cái pháp lý, pháp lý của riêng cái corporate của mình thôi, nó riêng trong cái tổ chức của mình thôi, đúng không? Đặt ra như thế thì anh cần phải làm như thế. Thành ra là ở đây theo mình biết là chưa có một cái định nghĩa chính thức nào cho cái chữ governance nó là tương đương chịu quản lý nha, cũng không có một cái định nghĩa chính thức nào là management là quản trị hay là quản lý ha, nhưng mà chúng ta tạm gọi là coi coi nó là như vậy. Như vậy thì mục đích chính của cái governance á, đúng không, là nó phải làm sao á, là để phía chủ người ta có thể là định hướng và điều khiển được cái doanh nghiệp của chúng ta. Đó là corporate governance, đúng không? Thì nên là họ sẽ đặt ra các cái policy, các cái process, rule à, để mà họ điều khiển được tất cả các hành vi bên trong, đúng không? Họ cũng sẽ đặt ra được các cái cách để mà làm phối hợp giữa các cái bộ phận quan trọng bên trong, phối hợp công tác giữa cái các cái lớp quản trị, lớp là quản trị cấp cao, quản trị cấp trung, quản trị cấp thừa hành, đại khái như vậy. Đấy. Nhưng mà họ đã đặt ra những thứ đó đó, có nghĩa là nó tạm gọi nó là cái phần lý, và mọi người á, khi đã tham gia vào đó và được được giữ những cái vai trò tạm gọi là vai trò quản lý từ cấp trung, cấp cao cho đến cấp cơ sở đi ha, thì cần phải bắt buộc phải tuân thủ đó, đúng không? Thì đứng về phía bên corporate nó đang là như vậy, đúng không? Vậy thì đứng về phía bên IT
Thì đơn giản là sao? Tại vì IT của mình là tạm gọi là về có cái phần trí tuệ quan trọng rất cao mà, đúng không? Mà chính vì có trí tuệ rất là cao như vậy đó thì nghe mới nghe nói là IT phải được lương cao chứ, đúng không? Tại nó nhiều thứ quá mà nó quan trọng là nó còn liên tục nó thay đổi nữa, đúng không? Ok, thì như thế thì các bạn thấy là nếu như các bạn biết được cái cách mà làm việc như vậy á, thì các bạn nói à thì ra như thế thì người ta trả lương cho IT mà nó cao thì nó cũng có lý do của nó, đúng không? Thì cái framework này á, cái corporate governance là những cái được đặt ra từ phía bên nước ngoài, nhưng mà trong Việt Nam của mình thì các bạn biết là nó cũng hơi tạm gọi là hơi bị lơi lạc, thì nó rất là bình thường. Tại vì á, bên nước ngoài á, cái phần mà gọi là corporate governance á, thì đa số các công ty bên nước ngoài đều hướng đến cái chuyện là công ty niêm yết, có nghĩa là công ty đại chúng. Thì nếu mà công ty đại chúng thì người chủ sở hữu thật sự là ai? Là những ông shareholder, đúng không? Chủ sở hữu thật sự là ông shareholder. Thì ông shareholder thì ông quan trọng, ông cần gì? Ông cần là cái thứ nhất là cái business này sẽ phát triển một cách bền vững. Ông muốn ăn sổi. Đó. Thì khi tại vì nó là công ty đại chúng mà, đã là đại chúng rồi người ta đâu có muốn là cái này là nó bị tiêu tan đi đâu, đúng không? Ông ăn sổi phải làm cách đàng hoàng theo đúng những cái quy định của pháp luật bên ngoài, kèm với những mang là những giá trị cho cộng đồng, tùm lum thứ hết, đúng không? Chứ còn nếu như mà là một công ty mà không phải là công ty đại chúng thì thường là ok, giới chủ người ta hoàn toàn người ta được quyền, người ta quyết định là ok người ta sẽ làm thế nào để cho có lợi nhuận từ cao nhất, người ta sẽ không quan tâm đến những thứ khác, nên nó sẽ mất cái sự cân bằng đi, đúng không? Như vậy thì đứng về IT ấy, thì nó cũng giống như vậy, đúng không? Nếu như IT mình đặt cái lợi ích của phía bên IT mình lên trên ấy, thì nó là câu chuyện khác. Còn nếu IT mình gắn cùng với lại cái corporate, cái tổ chức mà mình đang làm bên trong á, mình phải align được với lại cái strategy họ đặt ra, đúng không? Thì các bạn thấy thí dụ một cái hình nhỏ 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 trong này, đúng không? Có rất là nhiều bộ phận. À, thường thường người ta vẽ thì năm bộ phận chính, có thể kể tên cho các bạn năm bộ phận chính đó luôn. À, đầu tiên phải là ông sale và marketing này, đúng không? Đấy, thứ nhì là đến cái ông mà sản xuất này. À, thì nếu là đây là bộ phận sản xuất thì nó là sản xuất, còn nếu mà không thì nó sẽ là cái bộ phận mà làm sao để ra được cái sản phẩm và dịch vụ. À, rồi cái thứ ba chắc chắn là ông finance. Cái thứ tư đó là ông về nhân sự, đúng không? Mấy ông kia la rầm trời lên ông finance bảo là tao không có tiền thì cũng thua, cũng không làm gì được. Mà tất cả mấy ông nó đang nói với như vậy, xong rồi bảo là ok vậy kế hoạch nhân sự của bạn đâu, thời điểm nào các bạn sẽ có bao nhiêu người vô, ví dụ với cái quy mô sản xuất vấn đề chúng ta sẽ cần bao nhiêu công nhân vào đúng thời điểm nào, để người thì luôn luôn sẵn sàng không bị thiếu, nhưng mà đến lúc mà bị gọi là cái kế hoạch sản xuất mình xuống thấp thì lại công nhân thì phải giảm bớt, chúng tôi thừa gánh nặng tiền lương chịu sao chịu không nổi, đúng không? Cái bộ phận cuối cùng thì thường là bộ phận R&D, ha, R&D hoặc là có cả IT trong này nữa. Đấy, thì như vậy thì tất cả những ông thứ ông này đều dùng đến thông tin hết, đều cần phải có IT hết. Thì những đám đó nó liên quan đầu tiên hết là phần strategic, IT phải align được những cái nhóm đó, phải cung cấp được công cụ gì cho cái nhóm này để người ta làm việc. Mà công cụ thì có sẵn không? Không có. Kể cả các bạn đi mua về cũng không dùng ngay được đâu. Nó là 100% luôn. Tại vì trong nội bộ của mình, giống như bữa tuần trước có nói đúng không? Mỗi một đơn vị sản xuất, dù là cùng ngành với nhau, nhưng mà cái cách làm việc được trong nó khác. Cái sản phẩm nó ra nó sẽ khác, đúng không? Thì như thế thì gọi là từng cái công đoạn nó khác nhau rồi, thì làm gì có chuyện mà đem một cái phần mềm về cái nhảy vô cái xài được ngay. Đó. Thì như vậy thì cái phần mềm đó phải được triển khai và phải được phối hợp giữa IT và cái bộ phận dịch vụ thì nó mới ra được cái phần mềm để mà khai thác, đúng chưa? Đó, thì mà trong quá trình mà triển khai những cái phần mềm đó nó gọi là cái value delivery nè, là mình triển khai để mình giao ra được
cái giá trị của cái phần mềm đó. Tại vì các bạn cũng đã từng biết ra nghe một câu rất là đơn giản là cái gọi là cái có sợi xích nó mạnh nhất thì nó tương đương với là cái mắt xích yếu nhất, đúng không? Này là một cái câu ngạn ngữ của nước ngoài, đúng không? Thì nếu mình lấy cái câu ngạn ngữ nó quy qua bên phần mềm của chúng ta, qua bên công nghệ thông tin của chúng ta thì gần như nó cũng tương đương, đúng không? Cái phần mềm nó tốt nhất thì thực ra nó bằng với lại cái khả năng của người dùng thấp nhất. Tại vì cái người dùng, cái khả năng của người đó mà dùng chưa tới, IT chưa có train người ta kỹ, chưa có cái quy trình bài bản để mà để người ta có thể khai thác được phần mềm một cách hữu hiệu, nói cho người ta biết cái ưu, cái hạn chế và cái constraint là cái limitation của nó bắt buộc phải là như vậy, thì người ta không biết, người ta không biết là người ta la rầm trời, mà ông chủ bên trên ông chỉ cần nghe công dân người ta la là ông sẽ quay qua ông chửi IT, đơn giản vậy thôi. Như vậy thì trong quá trình này á, là các bạn thấy là phải làm sao align được với bên trên, làm sao phải triển khai được dự án nè, triển khai được mượt mà để dự án thành công và dự án nó chuyển qua được cái giai đoạn là khai thác nè. Đó, IT phải làm được chuyện đó, đúng không? Rồi IT làm gì, IT cũng phải làm thêm được cái phần resource xuống. Ủa phần nhân sự mắc mớ gì đến tôi mà tôi cũng phải quản lý luôn trong này vậy, tại vì nó là thông tin. Bên human resource người ta nắm rất là nhiều thông tin, mà có những cái người ta giấu giếm, người ta không, đâu có cho mình biết đâu. Ra là mình cũng phải làm sao, nếu mình có triển khai hệ thống nào mà liên quan đến phần resource, mình phải hỗ trợ được họ để cho họ dễ dàng input thông tin vào. Tại vì có những thông tin liên quan được tạm gọi là privacy, chỉ có nhân sự với lại cái người gọi là cái người employee vô là hai bên ký với nhau thôi, chứ bên thứ ba ông IT ông biết cái đó làm gì, đúng không? Nhưng mà ông IT ông không mà làm hệ thống này kia thì cái ông nhân sự ông này không dùng được. Hoặc là ông IT ông làm ra mà nhìn thấy hớ hên quá, ông nhân sự ông nhìn vô ông sợ, ông nói trời ơi, tôi đưa thông tin vô vậy nó tè lè hết trơn luôn. Ở bên ngoài các bạn thấy là bao nhiêu lần có những tổ chức tạm gọi nó bị post nguyên cái bản lương trên mạng, có đúng không? À, chắc chắn các bạn đã từng nghe nói ha. Nhớ ở có một cái trường trường nước ngoài, trường Úc gì đó, nó đưa luôn cả các bản lương lên. À, xong rồi sau này vô mà ra vai đồng chí IT đi đi làm việc còn vui mồm còn nói hù người ta, nói chơi mà nói giống như hù lớn chớn chí tí tí bây giờ tôi bốt bản lương lên rồi. Trời ơi, mình nói cái đó rõ ràng không có một cái phần trách nhiệm ở trong này hết. À, thì vậy thì các bạn làm gì công nghệ thông tin các bạn phải chú ý chuyện đó, đúng không? Mình làm cho cái tổ chức đó, như vậy thì chỉ không đơn thuần là hệ thống nó chạy được, à, nó có nhiều thứ khác vô trọng, tại vì nó phải cái phần mà về an toàn thông tin nó rất là quan trọng, và chính cái phần an toàn thông tin đó là cái thứ mà gần như là quyết định cho cái hệ thống thông tin của mình được chấp nhận chạy hay không, mà ít người quan tâm tới ngay từ ban đầu. Đến khi giờ chót khi mà bên khai thác người ta hỏi tới, lúc đó mình vỡ lẽ ra thì đúng có thể là chậm trễ mục tiêu nha các bạn. À, thì tất cả những cái nói tới cho các bạn nó phải có thêm cái phần quan trọng, còn hai phần quan trọng khác nữa, đó là cái phần risk. Nhiều bạn khi mà triển khai quên đi cái phần mà phân tích cái rủi ro. Trong quá trình mình dựng lên được cái hệ thống của chúng ta như thế này, vậy thì nó có cái rủi ro gì nằm trong đó, và với cái rủi ro đó chúng ta phải treatment, chúng ta phải phải làm sao để mà cái rủi ro đó nó không có turn thành fact. Các bạn chú ý cái chữ rủi ro có nghĩa là những thứ mà tiềm ẩn nguy cơ đối với cái tổ chức mà nó chưa xảy ra thì nó mới gọi là risk, còn khi nó đã xảy ra rồi thì nó gọi là fact, có nghĩa là cái sự thật rồi, xảy ra rồi, đúng không? Như vậy thì quản lý rủi ro là làm sao để cho cái nguy cơ nó không xảy ra. Một lần nữa, những thứ đó IT có thể nhìn trước được, IT có thể đặt ra hệ thống để hỗ trợ được. Hệ thống hỗ trợ nó là những cái gì? Hệ thống nó hỗ trợ là những cái thứ này nè các bạn. Đây này. Đó. IT phải làm sao đưa lên được cái framework mà để có thể đo lường được. Đo lường được này không chỉ là đo lường cái kết quả sau cùng đâu, mà đo lường nguyên một cái quá trình có cái gì nguy hiểm nó sẽ nhảy lên ra nó cảnh báo. À, rồi như vậy thì cái cuối cùng là cái performance thì chắc các bạn biết rồi.
Thì như vậy thì các bạn nhìn thấy vô tổng thể như vậy đó, đó là những cái thứ mà nó sẽ bắt đầu từ những gọi là tập đi bước 1, bước 2, bước 3, và IT for VN nó đang cố gắng làm những chuyện đó. Thí dụ như IT for VN có các lớp về cơ sở dữ liệu, có lớp về làm sao để monitoring, như là trong vừa rồi chúng ta dùng thực hiện là dùng cái IoT chẳng hạn ha, chúng ta có được những cái framework để mà triển khai cái phần mềm nhanh về desktop Kubernetes. Đó là những cái thứ mà thì for VN hy vọng là sẽ mang đến cho các bạn thông qua các cái lớp, cũng giống như là trong tương lai thì về việc quản trị nguyên một cái phần lớn giống như thế này nè, cái thông tin tổng thể về này nè, nên làm như thế nào nè, thì phía for VN có thể mở những lớp kiểu như vậy, hoặc là những lớp về quản trị dự án ha, làm sao để là deliver được cái value cho business, đó là thuộc về quản trị dự án. Thì VPN có thể là giới thiệu cho các bạn các cái lớp về cơ bản giống như vậy. Rồi như vậy thì tổng quan là như thế. Vậy thì bước tiếp theo là để cho các bạn tham khảo thôi. Đó là cái phần IT code, IT governance á, thì nó phải deliver ra được những cái decision gì. Rồi vậy thì cái này á, là cái phần để mình tham khảo thêm. Giống như hồi nãy có nói với các bạn cái buổi này chúng ta sẽ cố gắng ngắn gọn, đây sẽ không có nói quá dài, để cho các bạn quan trọng là một cái buổi workshop cho các bạn có được những thông tin nó rất là key, nó rất là quan trọng để cho giúp các bạn ngay trong cái công việc hàng ngày của mình ha. Và chắc chắn đây là một cái quá trình các bạn không thể nào búng tay mà có, cũng giống như qua vài lời nói hay vài cái workshop giống vậy là tự nhiên là các bạn có được hết tất cả, hay là các bạn biết được hết tất cả, không bao giờ có. Các bạn chưa bao giờ nghe đến nó thì các bạn hôm nay có được cái keyword, các bạn đã từng nghe về nó nhưng mà chưa được hệ thống hóa, thì cái buổi như hôm nay là hệ thống hóa lại cho các bạn ha. Đấy, thì mục đích của những cái buổi workshop giống vậy là cũng chỉ đơn giản là vậy thôi, chứ cũng không dám mà đi vô quá sâu, tại vì thứ nhất là mình cũng không có đủ thời gian, thứ nhì là cái đi vô quá sâu giống vậy thì có thể là các bạn sẽ bị ngộp mất, tại vì nó nhiều quá đúng không, nó quá nhiều đi. Thì như vậy thì tụ chung nguyên cái đám nó lại, các bạn thấy rằng là IT nó không đơn thuần là IT, nó cũng giống như hôm trước, các bạn nhớ hôm trước cái framework cuối cùng của vấn đề sản xuất đó, các bạn nhớ. Đấy, sản xuất là nó còn nhúng trên dưới này, thực sự đi làm sản xuất con nhúng này, giống như hôm trước nói với các bạn là đa số các doanh nghiệp nhỏ ở Việt Nam dường như người ta chỉ tập trung vô mỗi chỗ này nè, mà người ta quên và bẵng đi mất là cho để mình làm một cái sản xuất tốt thì nguyên cái framework nó bự vấn vậy ha, nó tùm lum thứ hết chứ nó không có đơn thuần. Còn doanh nghiệp Việt Nam thì chủ yếu tập trung vô đây, và do những cái mối quan hệ, do những cái cách coi như là cái khả năng của cái người chủ của đơn vị, nên người ta có thể là bán hàng rất là được đúng không, người ta làm rất tốt, thì chuyện đó là hoàn toàn bình thường nha các bạn, tại vì nó phải có nhỏ rồi nó mới có lớn chứ không trong thế nào bùng phát lớn ra đấy. Nhưng mà chúng ta là do là chúng ta là cái người làm về công nghệ thông tin thì chúng ta bắt buộc phải biết được cái bức tranh tổng thể, để chúng ta biết được bức tranh tổng thể như vậy thì chúng ta mới thấy rằng là mình có thể đóng góp được gì cho cái tổ chức mình đang làm, và nó phải đi lên từng bước, không thể nào buồn một cái mà có hết nha. Thì cái này là buổi hôm trước cũng 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 đã nói qua rồi ha. Vậy thì cái thông tin cuối cùng của ngày hôm nay đó là cái này ha, gọi là cái phần túm lại cho các bạn, túm lại tổng quan như thế nào là quản lý, thế nào là quản trị, đại khái giống vậy thôi. Thì cái chữ đó nó cũng hơi nhập nhằng lắm, thành ra là mình làm bộ mình chia làm hai nửa ha, một nửa nó là governance, một nửa nó là management đó. Thì đa phần của chúng ta hay nghe nói chữ management, người ta chỉ đặt tên là thí dụ như là ông manager, chứ đâu bao giờ người ta đặt tên là ông governor rồi đúng không. Đấy, ok, nhưng mà đây là những cái mà gọi là đúc kết lại để cho các bạn hiểu được và cần được có những thứ đó. Và bản thân mình làm công nghệ thông tin
khi mình đang làm trong tổ chức và tổ chức người ta đặt ra những cái project rồi, xong rồi khi đặt ra project đó là tự nhiên là có ông khác nhảy đến hỏi anh hãy cho tôi xem những cái cách anh triển khai như thế này như thế kia, anh hãy cho tôi xem ai phân quyền như thế nào, tự nhiên mình bực mình đúng không? Làm người ra công nghệ thông tin dễ bị bực mình, dễ bị tự ái, tôi làm là có trách nhiệm rồi tại sao anh phải vô anh kiểm tra như vậy. Bớt à, mình khi mình hiểu được cái này rồi á thì các bạn sẽ không có đặt những câu hỏi giống vậy, các bạn không bực mình như vậy nữa đúng không? Tại vì đó là công việc của người ta, công việc về auditing, công việc nằm trong cái gói mà gọi là cái governance của người ta đúng không? Người ta phải kiểm tra, người ta không có giám sát làm sao người ta biết được là có sự tuân thủ hay không. Ví dụ như cho các bạn biết là phía bên tập đoàn Unilever chứ, theo mình biết ngày xưa ha, không biết bây giờ nó có khác biệt đi không, chứ ngày xưa một năm nó có tới 4 lần audit. Các bạn tưởng tượng một năm mà có 4 lần audit, gồm có một cái lần audit của tập đoàn, audit của vùng, audit của công ty ngay tại Việt Nam và audit nội bộ. Một năm nó 4 lần. Có nghĩa là bộ phận IT vô trọng, thực ra hệ thống nó có hết trơn rồi, IT có triển khai đâu, tại vì nó thừa hưởng cái hệ thống từ bên ngoài đem vô mà. Đó, thế thì những người như hồi xưa vô làm thì hầu như là hoặc là vận hành chút đỉnh hoặc là đi theo để làm người cung cấp thông tin cho bên ông biết, đơn giản vậy thôi. Rồi cái thông tin thứ hai đó là gì, phân biệt giữa cái việc vận hành operation ha và cái việc triển khai dự án ha, nó ngắn gọn nó như vậy thôi. Và hãy nhớ là trong quá trình mình triển khai dự án thì phía bên sản xuất, phía bên vận hành người ta vẫn phải làm việc của người ta. Người ta không thể nào cắt toàn thời gian của người ta cho mình được. Thì như vậy thì về việc quản trị dự án, mình cần phải hiểu rõ cái năng lực cũng như cái resource mình có trong tay để mình có thể lên được cái kế hoạch triển khai dự án cho nó phù hợp. Cái kế hoạch đó nó phải bao gồm hết tất cả các cái constraints, là những cái hạn chế về cái nội tại, cái nội lực của cái đơn vị mình đang làm để mình có được cái thời gian triển khai dự án cho nó phù hợp. Nếu như mình không làm được những chuyện đấy thì dự án của mình hoặc là bị pending hoặc là có chất lượng không như mong muốn. Và nếu như chúng ta là người triển khai dự án, chúng ta phải là người chịu trách nhiệm. Chúng ta không thể nào được giao quyền rồi mà chúng ta đổ thừa là ok, tại vì bên bộ phận đó người ta không cắt cử người làm việc với tôi nên cái dự án nó bị trễ. Nếu như mình đổ thừa khách quan thì đổ thừa làm gì đúng không? Mình cứ quay vào những cái thứ gì chủ quan của mình để mình chuẩn bị, và mình phải có những cái alert ngay từ đầu hay là ngay ngay từ sớm để cho người ta biết. Thì khi mà có được cái alert sớm đó, thì cái sự phối hợp với nhau nó dễ hơn. Còn trong quá trình chuẩn bị thì chúng ta phải làm sao earn được cái supporting, cái sponsorship rất là lớn từ cái bộ phận lớn bên trên nè. Tại vì khi mà các bạn có được cái dự án, thực ra là do tiếp bên trên này người ta nhìn ra được cái giá trị của nó mang lại, nhìn ra được cái return nó mang lại, hoặc là nhìn ra được cái rủi ro mà cái dự án này nó sẽ giúp cho làm giảm thiểu đi, thì người ta đồng ý cho làm. Thì như thế thì mình phải nắm những ông này nè, để những ông lớn bên trên này nè ông push ngược lại mấy ông quản lý, nhất là những ông quản lý cấp trung á, là bắt buộc phải đi theo dự án, phải cắt cử người thực hiện cùng với mình để triển khai được dự án thành công đó. Tất nhiên là cái cách để mà chúng ta làm dự án trong một tổ chức, những người tổ chức lớn á, nó phải là như vậy. Thực ra cái đó là cái kinh nghiệm của mình ha, có thể các bạn có những kinh nghiệm khác nhưng mà cá nhân mình có kinh nghiệm như vậy thì nêu ra để cho các bạn có thêm một cái ý để các bạn có thể tham khảo cho cái công việc của mình nha. Rồi ok, thì cũng như đã hứa với các bạn là chúng ta sẽ cố gắng dành 10 phút để đặt câu hỏi. Rồi vậy thì mời các bạn đặt câu hỏi ha. À có một bạn đặt câu hỏi nè. Đi sâu vào quản lý một dự án nên học thêm những kiến thức bổ sung nào để định hướng để trở thành người chuyên quản lý dự án. À rồi ok, các bạn nghĩ rằng là làm quản lý dự án, một cái dự án
về hệ thống thông tin ha cho một cái bên sản xuất, thì các bạn các câu hỏi đầu tiên các bạn cần trả lời, các bạn đã hiểu gì thì cái chỗ sản xuất đó chưa? Sản xuất thì nó có nhiều thứ nha các bạn. Chủ đề hôm nay mình đang nói về sản xuất ha, thì sản xuất nó có nhiều thứ. Các bạn nhớ hồi lúc trước hôm trước mình có nói là sản xuất thì cái sản xuất đó, bình thường nó gọi là linear đúng không? Ha, cái sản xuất nó là linear, nó có từng công đoạn một, hết công đoạn này sẽ sang công đoạn khác. Đúng không? Về mặt tổng thể nó là như vậy. Bạn nhớ chưa? Về mặt tổng thể là như vậy. Đấy. Nhưng mà nó không chỉ riêng gì phần sản xuất, là chỉ mới có phần sản xuất cái chiếu bên trong, nó còn bao nhiêu thứ khác liên quan nữa. Các bạn đúng không? Về kho vận bên ngoài, làm sao để mua hàng đầu vào, quản lý được các cái ông vendor, quản lý được vấn đề về hàng tồn kho, là thí dụ như nguyên tắc là FIFO chẳng hạn, như thế nào là FIFO, rồi trong kho tổ chức kho, cái cách sắp xếp nguyên vật liệu trong kho thì như thế nào, cách sắp xếp những thành phẩm ở trong kho phải như thế nào, nó đại khái giống vậy. Thì đứng về mặt cái người mà làm về quản lý dự án công nghệ thông tin cho một đơn vị sản xuất, thì đó là những kiến thức tối thiểu về phía bên sản xuất mà chúng ta nên biết. Chúng ta có thể là không trực tiếp thực hiện, nhưng mà chúng ta cần phải hiểu cái quy trình đó thì chúng ta mới có thể lên cái kế hoạch để mà có được một cái gọi là cái scheduling, là cái lộ trình để mà triển khai từng bước một cho cái dự án công nghệ thông tin thành công. Vậy là đầu tiên hết là khi muốn triển khai một dự án công nghệ thông tin, đầu tiên là các bạn phải hiểu rõ được cái chỗ mình đang định làm á, người ta đang hiện trạng như thế nào, và muốn nâng tầm lên thì nâng tầm do đâu. Có thể là cái đơn vị đó người ta chỉ cần là dùng đến các cái thí dụ như là trong từng công đoạn này nè, người ta chỉ cần apply cái barcode mã vạch á, đơn giản cho từng cái công đoạn để từ bên này nó chuyển qua bên kia một cách nhanh chóng, đỡ tốn kém và không phải dạy gì nhiều cho công nhân. Mình đã giả sử giống như vậy. Nhưng đứng về phía công nghệ của mình biết người ta đang nói thứ đó, tại vì rõ ràng họ cũng đi tìm hiểu công nghệ chứ không phải riêng gì IT đâu nhá. Đúng không? Thì đứng về phía mình đó, nếu như mình có kiến thức hơn mà mình thấy được là có một công nghệ nó tốt hơn, thí dụ như dùng RFID thay vì anh phải dùng barcode cho từng chỗ giống như vậy, thì bây giờ RFID nó phát triển rất là nhiều, thì barcode đó thế nào là anh cũng cần phải in ra, anh cần phải có dán. Còn trong khi RFID bây giờ nó giống như một cái tag, nó là một cái miếng, một cái giống như cái sâu chìa khóa vậy đó, đúng không? Nó rất là đơn giản. Thì thay vì anh phải dùng cái chuyện in in ra như vậy, anh dùng cái RFID anh tag vô nó sẽ dễ hơn. Giả sử vậy, mình tư vấn ngay từ đầu, rồi sau đó mình mới theo công đoạn đó mình mới triển khai nó rộng ra, mở rộng cái ý tưởng ra nhé, chứ không phải triển khai, mở rộng cái ý tưởng ra là từng công đoạn này nên đi theo cái công nghệ RFID từng công đoạn như thế này nè, thì nó sẽ làm được. Đấy. Thì với cách giống như vậy thì các bạn sẽ có khả năng triển khai một cái dự án thực tế. Nhưng trước đó để mà học thì các bạn cần phải học như thế nào về quản lý dự án, học người học quản lý dự án. Cái việc quản lý dự án hiện tại bây giờ ở Việt Nam mình đó, cái bên mà áp dụng nhiều nhất đó là bên xây dựng. Người ta biết được là những cái công đoạn như thế nào, người ta sẽ tính toán ra được là gọi là cái earn value, có nghĩa là tính ra được cái giá trị ở cái thời điểm hiện tại mà cái dự án nó đã triển khai so với lại cái giá trị tổng thể sau cùng mà đang mong muốn. Đó, thì đó là thuộc về mặt lý thuyết, mà nếu như mình không học á thì nó khó. Nhưng mà nếu mình học mà lý thuyết trơn á, mà không có chỗ cho mình thực hành á, thì nó cũng sẽ quên đi. Chính vì vậy gọi rằng là một cái góp ý tổng quát cho bạn về cái chuyện là bạn định hướng trở thành một người quản lý dự án, thì có hai điều. Thứ nhất, chắc chắn bạn phải học về lý thuyết về quản trị dự án. Thứ nhì,
bạn hãy cố gắng tham gia vào trong cái quá trình mà của cái đơn vị của mình đang làm á, người ta đang khai thác cái cách tạo ra sản phẩm của họ như thế nào. Bạn hiểu được quy trình đó kèm thêm kiến thức về quản trị dự án thì bạn sẽ biết được là nếu như bạn đề xuất lên một cái dự án và bên trên chấp thuận cho bạn làm project leader để triển khai thì bạn sẽ biết cần phải làm như thế nào trong cái việc quản trị dự án. Với cái version mới của PMI hiện version 6 á, thì á, nó có tới 10 cái thành phần bên trong. Một lúc trước nó 9 thì nó tăng thêm cái nữa là 10. Nếu bạn phải hiểu hết tất cả những thứ đó thì bạn sẽ làm được. Và cái đi theo quản trị dự án á, có trước đây mình có một ông thầy á, ông nói rằng là học quản trị dự án á, nó khá là hay ở cái chỗ là gần như tất cả các cái thứ trong cuộc đời của chúng ta nó đều là từng dự án một. Các bạn thấy có đúng vậy không? Bạn thấy có đúng không? Những cái thứ gì mình deliver ra, mình take decision là mình take decision cho tương lai. Muốn có cái đó cần phải làm. Làm như thế nào? Đó là nhờ quản trị dự án. Mình biết cách quản trị dự án thì nó có những thứ gì? Ví dụ như cho mình này. Cái chỗ nhỏ xíu chỗ này nè các bạn. Ha. Ha. Quản trị dự án, chất lượng. Đúng không? Rồi nó có ba cái aspect chính. Cost như thế nào? Thời gian như thế nào? Đúng không? Và cái giá phải trả làm sao? À. Cái scope mình biết rồi. Tại vì thí dụ như là làm bên phần mềm nha các bạn. Thí dụ như bạn làm bên phần mềm. Giả sử bạn nói là ok, tại sao chỗ này mình không để thêm một cái icon giống như thế này? Bây giờ chưa dùng nhưng mà trong tương lai chúng ta sẽ dùng nó vào việc gì đó. Thì với một cái người mà quản trị dự án kinh nghiệm, người ta sẽ quay ngược lại, người ta hỏi ai trả tiền cho bạn làm chuyện đấy. Mình đứng về mặt mình là một cái kỹ sư công nghệ thông tin trẻ đúng không, mình rất là năng nổ, mình khoái công nghệ, mình rất là muốn ok các bạn phải làm này kia, nhưng mà cái scope người ta không yêu cầu, cái scope người ta không yêu cầu bạn để cho ổng làm gì, bị thừa đúng không? Thừa với cái yêu cầu, mà chưa kể là bạn lại raise lên một cái chuyện khác làm cho phía bên mà cái người chủ dự án á, á, tự nhiên cái người ta lại nảy sinh ra ý tưởng khác, thế người ta lại yêu cầu thêm vô mà lại không tăng tiền. Có phải là các bạn bị nhiều công việc hơn mà các bạn vẫn nhận được đúng số tiền giống vậy không? Đó thì cái đó nó thuộc về bên cái scope ha. À, bên cái scope thì nó phải liên quan đến vấn đề cái quality. Thì quality là cái chất lượng sau cùng đạt được đó, là chất lượng đến bao nhiêu thì vừa. Thì cái đó thì phải ngay từ đầu á, ngay từ đầu khi mà làm cái project charter mình phải mô tả rất là rõ. Thì tất cả những từ đang vừa mới nói với các bạn, tạm gọi nó là cái keyword. À, các bạn cần lưu lưu nhớ, ghi nhớ ha. Rồi hoặc là các bạn học thêm tiếp, hoặc là khi các bạn làm các bạn đụng đến là các bạn nhớ cái keyword, các bạn search là nó sẽ ra. Rồi thì cái trả lời đơn giản là vậy, thì không biết là các bạn có thắc mắc gì thêm không nhỉ? Cũng tầm 11 giờ rồi nhưng mà chúng ta có thể mở rộng thêm chắc khoảng 50 phút gì đấy. À, có bạn admin là mở mở cái micro dùm cho bạn tên là Lê Thanh Tùng, bạn đang có muốn nói bằng cái micro. Chào anh. Thì Chào bạn, bạn chào. em có một cái ý kiến như thế này. Cái coordinator á, là cái điều phối viên á, thì nó có giống với cái governance với cái management này không anh? Nó khác á.
nó khác cái nha. Cái chữ coordinator ha, thì phía phía bên mà quản lý dự án á, thường á người ta sẽ có một cái role là coordinator. Thì cái người đó nó lại có một cái role khá là hay. Cái role đó nó lại nó không phải là project manager hay project director nhé, nhưng mà người coordinator lại là cái người làm sao để mà phối hợp, giúp đỡ phối hợp giữa các bên làm việc với nhau có hiệu quả. À, cái người đó là cái người á, tạm gọi rằng là có một cái uy tín nhất định trong cái tổ chức, và cái người được chỉ định làm cái công việc là phối hợp tất cả các bên lại. Có thể người đó không phải là người ra quyết định sau cùng giống như cái ông project manager, nhưng mà cái người đó lại là rất là quan trọng với cái project, tại vì cái uy tín người đấy và cái kinh nghiệm của người đấy, khi người đấy nêu lên cái vấn đề hoặc là khi người đấy nêu ra cái ý kiến thì các cái bộ phận kia người ta respect cái ý kiến đó. Thì khi mà có sự respect thì người ta sẽ tin rằng là điều đó đúng và người ta sẽ cố gắng làm theo. Thì như vậy thì coordinator thì có thể nói là một cái người, mà cũng có thể nói là một cái role. Chính vì vậy trong một cái tổ chức á, khi mà có một cái ông project manager á, mà được appoint chính thức á, thì thường á, phải là một người có khả năng làm gì cái coordinator. Chứ nếu không á, thì đi ra phối hợp với lại các phòng ban khác á, người ta không đâu có chịu phối hợp, người ta đâu có làm việc cùng đâu. Được. Tại vì em thấy hồi hồi trước em có làm trong công ty outsource thì nó có một cái nhóm hai người là coordinator, thì đi sâu vô á, thì coordinator thì họ không có, họ chỉ nắm cái quy trình thôi, chứ giờ việc mà phân bổ rồi code deep gì đó thì hầu như là chỉ có một anh, là anh dành về là anh hồi trước là anh là dev thôi, còn cái anh kia thì anh không có cái chuyên môn dev, anh không có, anh chỉ biết về cái công nghệ thông tin thôi, nhưng mà anh vẫn làm được cái chức vụ đó. Thì ý em hỏi là cái con editor đó nó có cần phải chuyên môn không, hay là thật sự là ví dụ như là bên code thì là trước giờ là anh phải là dev ops hay là gì đó thì anh mới có thể lên được cái chức vụ đó. Rồi, giờ các bạn nhìn thấy lên quay lại trên cái màn hình cái chữ governance là chữ management ha. Cái chữ governance tạm gọi là những thứ gì về về lý bắt buộc phải có. Còn cái chữ management á thì nó liên quan đến cái chuyện là con người làm sao để mà có thể khai thác một cách tốt nhất, có thể phối hợp một cách tốt nhất. Thì cái coordinator á, nó nằm bên cái một trong những cái role của bên management á. Thì như thí dụ như các bạn hay nghe cái chữ leadership vậy, có thể cái người đó không có chức vụ nhưng mà cái leadership người ta rất là tốt, người ta giao tiếp được, người ta nói được, giống như là cái uy tín của người ta, cái thần thái của người ta nói làm cho người khác người ta nghe. Thì cái người coordinator á, có thể là người không rành về kỹ thuật nhưng người ta lại có một cái kiến thức rộng về cái mảng mình đang làm, đúng không? Thí dụ như bây giờ bạn là vừa mới được appoint vào một cái project mà liên quan đến PCI DSS, thì cái một người á, người ta đã làm trong lĩnh vực ngân hàng lâu nay, người ta đã từng tiếp xúc với lại các cái tổ chức về bên về thẻ tín dụng, đúng không? Người ta biết được quy trình trên đó. Thì như vậy thì bạn làm về phần mềm cho ngân hàng có thể, nhưng bạn đã tiếp xúc được những bên kia chưa, mà phần mềm của mình ấy, tạm gọi là giống như sản xuất á. Nè, các bạn thấy phần mềm mình tạm gọi giống như sản xuất nó nằm khúc này, này. Nó còn bao nhiêu thứ khác nữa mà. Đó, thí dụ như các bạn vô cái cách đây 2 tuần mình có cái workshop về cái software development đó. Bạn thấy nó tùm lum cái quy chuẩn quan trọng, đúng không? Nhưng mà cái đó nó cũng nằm gói gọn trong cái phần mình tạm gọi là sản xuất này, đúng không? Bên phần mềm mình gọi là phát triển phần mềm chứ mình không gọi là sản xuất cơ, đúng không? Tại vì đúng là tại vì nó đi từng bước một, nó phát triển lên. Thế còn sản xuất thì nó theo máy, theo theo hình, theo hài này kia là ra là có, đúng không? Đấy, thì như vậy thì những cái người khác người ta có những kinh nghiệm làm phía phía bên ngoài này, đúng không? Còn mình đang làm gì phần mềm giống như vậy này thì nếu như người ta nói thì chắc là mình cũng đáng để mình tin chứ, đúng không? Đó, thì như vậy thì cái coordinator á, nó thường nó sẽ là một cái role nhiều hơn là một cái position trong một cái project.
bạn nhớ vậy ha. Nhưng mà nếu như một cái project mà nó quan trọng mà cái giới lãnh đạo người ta thấy cần phải có một cái người giúp điều phối cái chuyện này thì người ta sẽ appoint đúng một cái người vô. Nó đơn giản vậy thôi ạ. Cảm ơn anh nhiều nha. À. Không có gì các bạn. Quan trọng là chúng ta cứ 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 trao đổi để cho nó thêm được cái kiến thức. Mình mở rộng mình ra thì là tốt thôi. Không biết các bạn còn câu hỏi nào khác không nhỉ? Còn nếu mà không thì các bạn cứ nhớ là mình sẽ có cái sẵn cái email ha. Email của phía bên IT4VN ấy, thì các bạn cứ cứ gửi vào đây. Thì nhóm sẽ tổng hợp và sẽ trả lời cho các bạn. Những cái buổi giống như vậy á, là những cái buổi để mình mở rộng cái phần kiến thức ngoài cái phần về kỹ thuật. Nên là nếu như các bạn mà bất chợt nghĩ ra đến một cái thứ gì nó liên quan mà các bạn còn đang thắc mắc thì các bạn hoàn toàn có thể là gửi email ha. Thì nếu như các bạn ngại không có đặt câu hỏi trực tiếp được á, thì cũng không sao ha. Nhưng mà chú ý là trên cái con đường mình đi á, ông bà mình nói là học thì phải hỏi mà đúng không? Đó, mà hỏi xong rồi phải hành. Đó, thành ra là nếu như mình chưa biết thì mình hỏi đó là chuyện rất là bình thường. Đó, nhưng mà mình ráng mình đặt cái câu hỏi mà nó hữu lý á, nó có cái sự đầu tư á, thì các bạn sẽ dễ dàng nhận được cái câu trả lời hơn. Ví dụ bên nhóm IT4VN có cái group bên Telegram á, chắc các bạn cũng biết. Thì trong trong đó thì cho đến giờ này thì thấy đa số các bạn đặt những câu hỏi nó rất là sát, và các anh lớn, các anh có nhiều kinh nghiệm cũng 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 tham gia trả lời. Nhưng mà lâu lâu nó cũng có một số câu hỏi nó hơi tổng quát quá, thế là tạm gọi là bị lờ đi. Đôi khi là có anh kinh nghiệm nhiều quá thì anh bực mình, anh trả lời là có một câu gọn lõn là làm đi hỏi gì, đại khái giống vậy. Thì các bạn cũng hiểu ha, khi các bạn nhận được một câu có một cái trả lời rất là ngắn gọn là làm đi hỏi gì, thì các bạn cũng hiểu là ok, vậy là mình chưa có cố gắng đủ 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 mức ha, các bạn nhớ điều đó nha. Rồi ok, nếu như các bạn không có câu hỏi gì thêm thì buổi workshop chúng ta kết thúc ngày hôm nay ha, và đặc biệt mời các bạn tham gia vào cái buổi workshop tuần sau. Thì tuần sau chúng ta sẽ làm cái chủ đề rất là đặc biệt, nó là chủ đề về security, nó cũng liên quan đến vấn đề là khai thác hệ thống công nghệ thông tin. Nhóm cũng đã post lên trên Facebook đó, thì các bạn có thể tham gia. Và đặc biệt là cái buổi workshop tuần sau đó là có khách mời là bạn Hiếu PC sẽ tham gia là thảo luận trực tiếp. Ví dụ như buổi workshop giống như mình làm mấy mấy hôm rày đó là có những cái slide rồi trình bày này kia ra nói, còn buổi tuần sau thì chúng ta sẽ thiên về cái chuyện là thảo luận trực tiếp hơn. Thì hy vọng là nó cũng sẽ có một cái gia vị đổi mới do cái workshop định kỳ của IT4VN này ha. Thì cũng báo cho các bạn biết luôn là nhóm đã có những cái lộ trình làm những cái buổi workshop nó khá là chuyên sâu hơn, ví dụ như là về chủ đề bộ Governance Framework ISO 27001 ha, rồi có cái bộ về PCI DSS, rồi có cái thông tin về như thế nào là Artificial Intelligence là AI đó ha. Thì nhóm cũng sẽ có cái những cái buổi workshop sắp tới sẽ tổ chức dài trong tháng 8 và qua tháng 9. Thì mời các bạn nếu cuối tuần rỗi rãi thì các bạn tham gia vô để nghe, để mình biết thêm thông tin ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều ha. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ và không lo nghĩ nhiều đến nàng Covid ha. Rồi, chào mọi người.